Rồi, hello anh em. Thì hôm nay mình sẽ báo giá cái dòng mô tô của Kawasaki nhé. Ở đây thì có mấy con Kawasaki giống như Kawasaki Z300 này, rồi Ninja 300, Ninja 400 nhé. Và còn những cái dòng xe nhỏ khác như Kawasaki W175 nữa nhé. Thì bây giờ mình sẽ báo giá cho anh em biết cái giá của cái dòng xe này luôn ha. Đấy, thì đầu tiên là con Kawasaki Z300 đó anh em. Thì dòng này nó anh em biết là có trang bị ABS trước sau luôn nhá. Đấy, thì nó con này thì nó hai máy nha. Đấy, giá con này đang bán là 94 triệu nha, 94 triệu nha anh em. Xe rất là đẹp ha. Đấy, thì con này có lên chống đổ rồi nè, chống đổ lốp máy nha. Xe này cũng chưa đi lên bô nha em. Đấy, xe còn khá là đẹp nha. Đó, 94 triệu. Đấy, đã lên ốp lốp máy chống đổ trước sau ha. Đó, mình sẽ xem ô đô nổ máy thử ha. Ô đô 17.000 cây nhé. Đấy, xe đã đi 17.000 cây rồi nha. Đấy, đây là dòng Z300. Mình sẽ nổ máy thử ha. Đây Kawasaki Z300 đó, trang bị ABS trước sau, xe còn rất là đẹp nha. Xe không kể trước gì nha em, máy móc cực kỳ êm luôn. Xe ở đây thì có bảo hành 6 tháng cho anh em ha. Đó, bảo hành 6 tháng, bao hồ sơ, rút hồ sơ cho anh em đầy đủ. Và đây có hỗ trợ trả góp nha anh em. Đó, hỗ trợ trả góp nha anh em, hỗ trợ trả góp của ngân hàng rồi. Đó, xe máy móc cực kỳ êm nha. Đấy, xe này nó chưa lên bô độ nên mà nghe máy rất là hiền nè. Rồi, 94 triệu, 94 triệu nha anh em. Đó, thì đang có dịp khuyến mãi thì anh em mua xe ở đây thì có hỗ trợ thay nhớt cho anh em này, tặng nón bảo hiểm anh em ha. Rồi, anh em nào chưa đăng ký thì cho mình nút đăng ký nha, nút like và nhấn chuông nút đăng ký để mình cập nhật những cái video mới nhất của mình nha. Rồi, Z300 đến con Ninja 300 nha anh em. Ninja 300 thì nó cũng như Z3 thì nó cũng trang bị hai máy ABS trước sau luôn. Thì con này thì cũng đang đi bô zin nha anh em, xe khá là đẹp nha, màu đen nhám. Đó, rất đẹp nha anh em kia xem xe này khá là mới ha. Đó, con này thì đang bán giá 98 triệu nha anh em. Đó, xe zin, tiếng zin vẫn còn này, từ đầu đến đuôi là zin hết nha. Xem ô đô cho nó, ô đô con này ha, ô đô 25.000 cây. Đó, đã đi 25.000 cây nha. Đó là Ninja 300 nha anh em, đi 25.000 cây à. Nổ máy thử đó anh em, máy móc thì cực kỳ êm nhé anh em. Đó anh em nào mua con này về thì khỏi bàn luôn này, máy móc rất êm luôn. Đó, nghe đèn này, đèn nó giống kiểu đèn của cá mập ha. Nhưng mà con này thì máy móc rất êm nhé anh em, 98 triệu nha. Thì ở đây thì có bảo hành cho anh em hết ha, bảo hành 6 tháng cho anh em ha, anh em yên tâm ha. Đó, anh em thấy không, đó là Z3 thì cũng 94 triệu, thì con Ninja 300 thì 98 nha. Và đầu ngoài này có con Ninja 400 nữa nha. Đó, đó là dòng Ninja 400, xe còn rất là mới nha anh em. Ninja 400 nó cũng trang bị có hai máy nha anh em. Đó, thì con này lên chống đổ nè ha, lên chống đổ. Ninja 400 thì có cũng ABS này, ABS trước sau luôn, ABS trước sau nha. Con này thì bán 130 triệu nha anh em. Đó, Ninja 400 130 triệu. Đấy, xe rất là đẹp luôn, mình sẽ xem ô đô nè. Con này hiện tại nó đang yếu bình nên mà
chắn thì sẽ không nổ máy được anh em ạ. Đấy, con này để đi 12.000 cây nhá anh em. Đó, mình sẽ nổ máy cho anh em thấy này, nó đang yếu bình. Yếu bình nên mà mình không nổ máy lên được ha, anh em thông cảm ha. Đó, xe thì còn rất là đẹp nha anh em. Nước sơn rất là bóng luôn, chưa chảy xước gì luôn. Xe cực kỳ đẹp nha. Rồi, ok. Đó. Đó, đây là dòng Ninja 400. Đó. Xe cực kỳ đẹp nha anh em. Đĩa này, đĩa còn rất là dài luôn, chưa được chi mòn luôn anh em ha. Đó, nó đi sẽ mất cây nha. Con này thì nó cũng trước sau thì cũng zin luôn nha. Bộ zin cả đầu zin luôn. Đó. Rồi. Ok. Rồi, và đây là con Kawasaki W175 nha anh em. Xe này cũng còn khá là mới. Đấy. Xe khá là mới, con này thì đang bán 54.900 nha. 54.900 nha anh em. Đây nè. Đó, thì con này thì kiểu dáng classic nha. Xe còn khá là mới nha. Xe thì nó đi bánh căm này. Bánh căm thắng đĩa trước nha. Còn đằng sau là thắng đùm. Đó. Thắng đùm nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy bộ cổ bô nó còn đen này. Nếu mà đi nhiều thì cổ bô nó cháy màu đỏ luôn anh em. Đấy. Máy móc thì cực đẹp nha anh em. Xe để đây nó khá bụi nhưng mà để đây khá bụi nhưng mà nhìn anh em thấy nó bạc bạc không? Đó, bụi đó anh em. Đó, anh em thấy không? Lốc máy rất là đẹp luôn đó. Xe cực kỳ đẹp nha. Xem đi bao nhiêu ngàn cây rồi mà. Đi 9.000 cây nha. Đó, xe đi 9.000 cây rồi. Sẽ nổ máy thử cho anh em nghe máy ha. 9.000 cây. Đá trống lên ha. Rồi. Con này phải đá trống lên mới nổ máy được anh em. Rồi, xe khá là chặt nên thôi khỏi nổ máy luôn. Thì xe cực rất mới luôn em, nên anh em yên tâm ha. Xe đây có bảo hành nên mà em không phải lo chuyện máy móc ha. Máy móc thì nguyên zin. Đó, 54.900. Đấy. Bảo hồ sơ cho anh em đầy đủ luôn ha. Xe rất đẹp luôn. Cực kỳ mới ha. Sơn còn bóng. Rồi. Đấy. Cửa hàng thì còn rất nhiều loại xe nhá. Đấy. Còn rất nhiều loại xe cho anh em lựa chọn từ 125 đến 400cc. Anh em nào mà đang quan tâm và có trao đổi với tất cả các dòng xe nên anh em mang xe đến đây trao đổi thoải mái ha. Đấy. Rất nhiều dòng xe đó. Nói chung là tất cả các dòng xe ở đây rồi, từ 125 ở đích 125 Bentley 125. Ở đây có cả Suzuki nữa ha. Suzuki A150 này. FZ này, TFX này. Đấy, xe rất là nhiều luôn anh em. Và ở đây còn có cả Yamaha R3 nha. Còn những cái dòng mô tô giá rẻ cũng có luôn. Đấy, JBL 125. Đấy, anh em xem qua ha. R3 còn hai con này, rồi báo giá sơ qua cho mấy con này luôn. Con này R3 này 98 triệu này, con này CBR 250, con này rất mới nên là 135 triệu. Đó. Và ngoài ra còn có Rebel 300 nữa này. Rebel 300 con này thì 93 triệu. Đó. Và con MT03 con này thì đang bán 102 triệu nhá. Anh em. Đó, và còn rất nhiều cái dòng 150 khác. GSX và CBR. Đó. Rất nhiều dòng xe, rất nhiều xe nha anh em ha. Đấy, địa chỉ và số điện thoại xíu mình sẽ để dưới phần mô tả cho em biết ha. Rồi, xin cảm ơn, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nếu anh em nào chưa đăng ký thì cho mình muốn đăng ký và nhấn like. Và anh em nhấn thêm cái chuông nó đăng ký để nó cập nhật những video mới nhất. Ha. Nào có video nhé, thông báo cho anh em ha. Mình sẽ liên tục cập nhật những cái lô xe mới về cho anh em. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo ha.